Ở tuổi 18, nhiều cầu thủ vẫn đang miệt mài tập luyện với giấc mơ được lên đội 1. Nhưng cũng ở tuổi 18, không ít cái tên đã trở thành mục tiêu săn lùng của cả châu Âu. Dưới đây là 10 tài năng trẻ sinh năm 2002 được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong vài năm tới. Eduardo Camavinga, cầu thủ người Pháp, đang chơi cho câu lạc bộ Rennes. Tiền vệ gốc Angola này có lẽ đang là cầu thủ tuổi teen hot nhất châu Âu. Anh ký hợp đồng đầu tiên với Rennes vào tháng 12 năm 2018, khi mới 16 tuổi và là cầu thủ chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ này. Chỉ 5 tháng sau, Camavinga tiếp tục trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội 1 của Rennes. Và hiện tại, cái tên của anh đang nằm trong danh sách theo dõi của cả Real Madrid, Barcelona và Dortmund. Ansu Fati, cầu thủ người Tây Ban Nha, đang chơi cho Barcelona. Thêm một tài năng trẻ gốc gác châu Phi. Tiền đạo này sinh ra ở Guinea-Bissau, đến Tây Ban Nha khi mới lên 6, gia nhập lò La Masia sau đó 4 năm và giờ đang được coi là người thừa kế của Messi. Không phải vô cớ mà Barca tăng mức phí bồi thường hợp đồng của Fati từ 100 lên 170 triệu euro, có thể lên tới 400 triệu euro khi anh ký hợp đồng chuyên nghiệp. Rainier, cầu thủ người Brazil, đang chơi cho Real Madrid. Rainier là tài năng trẻ tiếp theo của bóng đá Brazil được Real Madrid mua về sau Vinicius Junior và Rodrigo Goes. Để có được tiền vệ tấn công 18 tuổi này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải chi ra tới 35 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của anh với Flamengo. Rainier sau đó ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2026 với Real Madrid và trước mắt đang được đăng ký cho đội Castilla của huấn luyện viên Raul ở mùa giải này. Gabriel Veron, cầu thủ Brazil, đang chơi cho Palmeiras. Sinh ra ở Brazil, nhưng mang cái tên khiến nhiều người nhớ đến phù thủy tuyến giữa Sebastian Veron của Argentina. Tiền đạo sinh năm 2002 này đang là một phát hiện của giải vô địch quốc gia Brazil mùa này, với 2 bàn thắng sau 3 trận đấu trong màu áo Palmeiras. Năm ngoái, anh cũng ghi 3 bàn giúp đội trẻ của Brazil lên ngôi ở giải vô địch U17 thế giới tổ chức trên sân nhà, đồng thời ấm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Mohamed Ihat Aaron gốc Hà Lan, thuộc biên chế PSV. Cầu thủ gốc Morocco này là sản phẩm của lò đào tạo PSV và là một trong những tiền vệ giàu triển vọng nhất của bóng đá Hà Lan khi được trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt định giá 22 triệu euro. Ihat Aaron từng là mục tiêu tranh giành của cả Hà Lan lẫn Morocco trước khi quyết định chọn màu áo da cam. Cầu thủ 18 tuổi này là thành viên của đội trẻ Hà Lan, đăng quang ở giải vô địch U17 châu Âu năm 2018. Giovanni Reiner, chân sút người Mỹ, đang chơi cho Dortmund. Giovanni Reiner sinh ra trong một gia đình có gen bóng đá đậm đặc. Cha anh, Claudio Reiner, là cựu danh thủ từng khoác áo các câu lạc bộ Rangers, Sunderland, Man City và đội tuyển Mỹ. Mẹ anh, Danielle Egan, cũng là cựu tuyển thủ nữ Mỹ. Thậm chí cái tên Giovanni của tiền vệ 18 tuổi còn được đặt theo đồng đội cũ Giovanni Van Bronckhorst của cha mình. Tiếp nối truyền thống ấy, Reiner con cũng sớm thể hiện tài năng vượt trội trong màu áo Dortmund. Tanguyko Asi, cầu thủ người Pháp, chơi cho Paris Saint-Germain. Không dễ để có cơ hội ra sân ở một đội bóng toàn sao như Paris Saint-Germain, nhưng mùa này cô Asi đã có 13 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ở cấp độ đội tuyển, trung vệ này từng là trụ cột của đội trẻ Pháp, từng lọt vào bán kết giải U17 châu Âu và xếp thứ 3 thế giới trong năm 2019. Điều đáng nói là cô Asi mới ra mắt đội 1 của Paris Saint-Germain hồi tháng 12 năm 2019 và phải đến ngày 7 tháng 6, anh mới tròn 18 tuổi. Ryan Gravenberch, người Hà Lan, đang chơi cho Ajax. Lò đào tạo chữ danh của Ajax vẫn luôn là cái nôi sinh ra những tiền vệ tài hoa, và cái tên mới nhất mà nó giới thiệu chính là Ryan Gravenberch. Cầu thủ gốc Suriname này ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ Hà Lan hồi tháng 6 năm 2018. Và chỉ 2 tháng sau, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Ajax ra mắt ở giải vô địch quốc gia Hà Lan khi 16 tuổi 130 ngày, vượt Clarence Seedorf 16 tuổi 242 ngày. Sebastiano Esposito, cầu thủ người Italia, đang chơi cho Inter Milan. Dù có trong tay những tiền đạo tên tuổi như Romelu Lukaku, Martinez và Alexis Sanchez, huấn luyện viên Antonio Conte vẫn không quên Sebastiano Esposito. Sau khi được ra mắt đội 1 của Inter trong trận gặp Frankfurt ở Europa League hồi tháng 3 năm 2019 ở tuổi 16, tiền đạo này bắt đầu được trao nhiều cơ hội hơn trong mùa giải này. Anh đã được thi đấu 8 trận ở mọi đấu trường, 4 trận ở Serie A và cũng kịp có cho mình một bàn thắng. Pedri, cầu thủ người Tây Ban Nha, đang chơi cho Las Palmas. Pedri là một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá Tây Ban Nha và thuộc mẫu cầu thủ điển hình của xứ sở bỏ tót, thấp bé nhưng đầy kỹ thuật. Tiền vệ tấn công chưa đầy 18 tuổi này ra mắt trong màu áo Las Palmas hồi tháng 8 năm 2019, khi mới 16 tuổi.
Và chỉ nửa tháng sau, Barca đã đạt thỏa thuận chiêu mộ anh với giá 5 triệu euro, theo bản hợp đồng 2 năm và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.